Những ngày này, người dân và du khách Đà Lạt thích thú và ngưỡng mộ khi được xem những màn biểu diễn đặc sắc, hấp dẫn nhưng cũng đầy tính chuyên nghiệp của lực lượng công an nhân dân tại các chương trình hoạt động nằm trong khuôn khổ Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc lần thứ 9 và Hội thi Điều lệnh Quân sự Võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6 khu vực 3. Hấp dẫn nhất đối với người dân và du khách có lẽ là được dự khán các màn biểu diễn, thi đấu tại lễ khai mạc đại hội và hội thi của gần 2.500 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cùng 20 đoàn đến từ các tỉnh thành, học viện khu vực phía Nam diễn ra vào ngày 13 tháng 10. Đoàn duyệt đội ngũ nghi lễ công an nhân dân tại sự kiện này, các chiến sĩ công an còn biểu diễn võ thuật, công phá và bắn súng cùng một số môn thể thao khác. Đặc biệt các màn diễn khí công như đập gạch, kéo xe ô tô bằng tay không, xe ô tô chạy qua người đã đón nhận sự cổ vũ nhiệt tình cũng như sự thán phục của đông đảo khán giả. Không chỉ biểu trưng sức mạnh của lực lượng, các chiến sĩ công an nhân dân còn thể hiện được trình độ, sự chuyên nghiệp thông qua xử lý các tình huống giả định như chống khủng bố và tội phạm đặc biệt nguy hiểm, triệt phá nơi ẩn náu của các đối tượng buôn bán vũ khí, điều hành đoàn xe mô tô, xe ô tô hộ tống nhằm bảo vệ các nguyên thủ quốc gia khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trước đó, tối ngày 12 tháng 10, đông đảo người dân và du khách đã hướng về khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, khu Hòa Bình, chợ đêm và quảng trường Lâm Viên thành phố Đà Lạt để hòa mình vào giai điệu ca ngợi quê hương đất nước và dõi theo hoạt động diễu hành của các chiến sĩ điều khiển mô tô và kỵ binh. Tất cả đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả, nhất là người dân Đà Lạt. Hôm nay công an nhân dân mình thật là tuyệt vời. Tự nhiên cô coi rồi là cô xem một cũng như là cô coi một chiến sĩ công an là cần kề với dân á, gần với dân á. Trong suốt hành trình diễu hành, người dân đã giao lưu với những kỵ binh cảnh sát cơ động, chụp hình và dành tình cảm cho những chú chiến mã. Sự kiện này không chỉ tăng cường tình cảm giữa lực lượng công an và nhân dân mà còn khơi dậy niềm tin và lòng tự hào về lực lượng công an nhân dân đang ngày đêm bảo vệ an ninh Tổ quốc, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hình ảnh những kỵ binh diễu hành giữa thành phố ngàn hoa cùng với các chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh vệ điều khiển mô tô nghiêm chào người dân đã trở thành những khoảnh khắc khó quên trong lòng người dân Đà Lạt. Cách đây mấy ngày đã tập huấn là chú đã theo dõi và chú đã thấy cái tinh thần trách nhiệm của người công an là chú thấy vừa lòng dân, cho nên ở chú rằng là chú rất là thỏa mãn, là dân, chính người dân Đà Lạt đây là cũng tự hào về cái một thành phố du lịch và nó cái để cho nó triển khai được cái chương trình của công an. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc và Hội thi Điều lệnh Quân sự Võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6 khu vực 3 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 10 nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025 và 20 năm ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đây không chỉ là dịp để biểu dương lực lượng sức mạnh của ngành công an, mà còn là cơ sở để đánh giá chất lượng thể dục thể thao, điều lệnh, quân sự, võ thuật của hơn 20 đơn vị công an khu vực phía Nam.